Đây là cái video đầu tiên của hai chị em. Chị từ Thanh Hóa vào thăm em ở huyện Ngọc Hồi, Kon Tum. Hôm nay thì được sự giúp đỡ của anh em bạn bè bằng ô tô thì chị em đã vào, đang có mặt tại cột mốc Ba Biên. Mốc Ba Biên của huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Tại thì chị đang đi tham quan và mình làm lại video này để giữ lại kỷ niệm của hai chị em. Mình sẽ đi vòng vòng quanh đây chút thôi. Đấy, chị đi thẳng đây. Chỗ này thì nó hơi ngược nắng này. Đúng quá. Nắng vào. Đó. Hai chị em đã đi vòng xung quanh cái cột mốc Ba Biên. Cột mốc Ba Biên của tại huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Vâng, đây là cái anh này. Lưu lại một chút để nhớ mãi thì chắc cũng không có điều kiện nhiều để đến đây thường xuyên, và có thể là vì điều kiện công việc rồi, vì cái địa lý nó xa xôi thì không có khi nào mà có thể thường xuyên đến thăm được, thì cũng đây là cái video để kỷ niệm mãi mãi. Và hiện tại thì hai chị em lại tiếp tục sang một cái vị trí khác. Ở gần đây thì có một cái đền thờ anh hùng liệt sĩ các bạn. Hai bạn đang chờ ở dưới, hai chị em thì tiếp tục quay xuống. Đây là cái phía đường xuống của bên phía Việt Nam đó các bạn nhé. Thì ở bên đây các bạn có thể thấy là cái vườn cây của các vị lãnh đạo của tỉnh Kon Tum để trồng các bạn. Tại đây thì có một cái tượng, có một cái tấm đá, mình thấy một tấm đá cái cây hữu nghị. Cây hữu nghị đây là một cái lục vừng các bạn, thấy có cờ của ba nước Việt Nam. Vâng, mình thấp cái máy xuống. Và đây là cái hàng cây các bạn. Cái hàng cây của cây dầu được đồng chí thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, phó tư lệnh bộ đội biên phòng trồng. Đây là các cây rồi các vị lãnh đạo, các tướng lĩnh của Việt Nam trồng ạ. Đây là cây sao đồng chí Hà Ban, ủy viên trung đảng, bí thư tỉnh ủy trồng. Và đây là các cái cây của khác do các đồng chí lãnh đạo của tỉnh trồng. Đây các bạn, này là do đồng chí Lê Thị Kim Đơn. Cây ở cột mốc Ba Biên các bạn. Và đây là một số những các cái cây mới được trồng. Đây có cây sao do đồng chí Trung tướng Hoàng Xuân Chiến. Một số cái cây ở đường xa xa thì có đồng chí các đồng chí là Ban, đồng chí Đào Xuân Quý, đồng chí, đây là số các cây của các vị lãnh đạo tỉnh trồng các bạn. Hiện tại thì rất tĩnh các bạn thấy không, rất đẹp các bạn nha. Các bạn đến Ngọc Hồi Kon Tum thì nhớ đến thăm cái địa danh nhà cực kỳ thiêng liêng các bạn. Đây mình sẽ đứng quay lại các bạn, mình đến đây thì thực ra nó đẹp quá, đẹp luôn, rồi mình muốn cứ muốn lưu lại lâu lâu các bạn. Vì cái điều kiện là thời gian đấy các bạn. Hôm nay thì thời tiết cực đẹp. Vâng. Cũng lưu lưu lại mãi thôi các bạn. Thời gian công việc cũng không cho phép ở lâu. Và mình đi xuống nhưng mà đi chậm chậm và tiếp tục ghi lại những cái hình ảnh này. Đây là cây cây sao. Cây này thì do đồng chí Nguyễn Văn Hùng hiện tại đang là bí thư tỉnh ủy tỉnh Kon Tum trồng các bạn. Đây rất thiêng liêng, cực kỳ đẹp luôn các bạn. Mình muốn lưu lại mãi mãi, mình muốn lưu lại thật lâu nhưng mà thời gian không cho phép. Hiện tại thì chỉ có một mình thôi, chị xuống thôi, còn có một mình
mình đi ở trên này thôi. Cái video trước thì mình có quay nhưng mà không có gimbal. Cái video này thì nó có gimbal nên là cái chất lượng video nó sẽ chất lượng tốt hơn các bạn nhé. Bạn ấy thấy được là mình đứng ở trên nhìn xuống, mình đứng ở nhìn nhìn xuống về phía bờ y hồ Con Tum. Các bạn có thể thấy được cái quang cảnh đứng ở trên một cái vị trí rất cao các bạn nhé. Như khi nãy mình có đọc cái tọa độ đó. Rất cao các bạn, cao lắm và nó rất đẹp. Không những đẹp mà nó rất thiêng liêng luôn, thiêng liêng, một cái vị trí rất thiêng liêng. Cột mốc ba biên hơi ngược chút, đó là xe của chúng tôi. Hiện tại thì hai bạn và chị đang đã xuống rồi, mình bây giờ mình cũng xuống thôi, xuống để đi một cái sang một cái vị trí khác bạn. Sắp tới mình đến là các bạn có thấy kia kìa, đó là cái đền kia các bạn, đền thờ, đền thờ các anh hùng liệt sĩ và tháp chuông các bạn nhé. Mình đang trên đường đi xuống các bạn. Đây, mình đang đi trên cái dải này, đi vừa đi xuống các bạn. Đó. Đang đi xuống ạ. Rất cao. Hiện tại thì còn cả mấy chục cái bậc luôn các bạn. Đây. Nguy hiểm, hơi nguy hiểm, mình xin phép đứng xuống đây. Rồi, tạm biệt cột mốc ba biên. Đó, các bạn có thể thấy được là mình vừa trên cái độ cao 1.086 mét các bạn nhé. Tức là so với mặt nước biển ạ. Mình vừa ở trên xuống và quay video bên trên. Má lên đi bác. Anh em chúng tôi là chuyển đến một vị trí khác. Thành lũy trong chút không ạ? Thành lũy trong chút. Đâu rồi? Qua đền thờ chút ha. Đúng ha. Qua đền thờ 2 phút nữa hả? À 10 phút nữa hả? Cảm ơn bạn Thành, bạn Hùng. Thôi không phải cảm ơn. Cái việc nhà báo đi tác nghiệp tôi đi thường xuyên nên cảm ơn gì. Chúng tôi lại tiếp tục sang một cái vị trí khác. Đây là đường xuống các bạn, đường xuống của từ cột mốc ba biên đi xuống đó. Bác để cái cây xuống thấp cho em coi. Cho ra thành này.
từ ô tô nhìn xuống không ạ? Đây là bạn Thành, đẹp trai. Vâng, xin chào. Bạn thân của tôi luôn luôn hành có những trong mặt trong những cái chuyến hành trình quan trọng. Tại thì ở nhà bà xã đang đi tá túc ở đâu đấy, không có chìa khóa là không có đang ở đâu đấy. Từ bây giờ mình đang đi mà. Vâng, hết cái chìa khóa đi luôn. Đang trên đường xuống các bạn. Vợ về nhà này không có chìa khóa vào ạ? Không. Sao buổi sáng lại quên không cầm chìa khóa đi? Chắc không mở vào ấy. Bánh mình sữa đi vào cho cháu đi. Nay ngày 2 tháng 12 là đưa các cháu đi thăm ấy đó. Thăm lên trại bộ đội. Với sức bộ đội. Thấy đó là cái đền thờ các bạn, trước màn hình thứ hai. Chút nữa mình sẽ qua đấy một chút. Tại cái tháp chuông một chút, mình sẽ quay cái video về cái tháp chuông. Chuông nặng 7 tấn thì quý vị các bạn thấy. Video của mình xin tạm thời kết thúc ở đây. Chúc quý vị các bạn sức khỏe, thành công trong cuộc sống. Và đừng quên cho ý kiến ở cái video về của mình. Mình sẽ làm cái video tiếp tốt hơn để gửi đến quý vị các bạn nha. Để mình xin phép chút nữa không ạ. Mình xin phép bắt chút đi.